Bạn đã biết thì phong thủy, bát tranh phong thủy là một môn khoa học về phong thủy, mà mỗi một người sẽ hợp với lại một số cung mệnh, một số cái hướng để làm nhà. Hiện giờ là có 8 hướng là đông bắc tây nam, đông bắc đông nam, tây nam tây bắc. Những cái hướng này mỗi người sẽ hợp với lại bốn hướng và xung với bốn hướng. Thì đây là một phần mềm mà để các bạn có thể xác định được hướng nào các bạn hợp, hướng nào các bạn không hợp. Đấy, các bạn vào CH Play. Các bạn vào CH Play. Sau đó gõ phần mềm bát trạch phong thủy ở đây. Đấy, sẽ thấy đầu tiên là bát trạch phong thủy thái đặng. Tất cả đây. Thái đặng lối sống. Các bạn có thể thấy là phần mềm này nó như là la bàn phong thủy, sẽ xác định giúp các bạn xác định hướng nào tốt, hướng nào xấu. Và cái bát trạch phong thủy này nó dựa vào năm sinh của mỗi người. Mỗi năm sinh thì sẽ có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Các bạn cài đặt phần mềm này ra, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Rồi, đợi chắc là tầm 20 giây để cài đặt phần mềm. Rồi, sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm này ra. Rồi, screen. Đây thì các bạn có thể thấy là này thì phần mềm này các bạn xác định được hướng hướng cửa đang là tây nam này, theo hướng của điện thoại này. Lưu ý là khi dùng phần mềm này thì điện thoại các bạn phải có cảm biến la bàn. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là hiện giờ là có 8 cung mệnh. Mỗi người sẽ thuộc vào một trong 8 cung mệnh này tùy về năm sinh. Đấy, ví dụ như là sinh năm 87 nam thì là kẻ tốn này, đông tứ mệnh thì hợp với các hướng là đông nam, đông nam và hướng bắc. Còn bốn hướng còn lại là xấu, như tây nam là ngũ quỷ. Ngũ quỷ là cái hướng cũng là xấu rồi, còn tuyệt mệnh là xấu nhất. Thì để các xem là bạn mỗi người hợp hướng nào thì bạn kích vào tra cứu này, ra màn hình này, giới tính nam hay nữ này, nhập giới tính nam hay nữ này, năm sinh này, 87 này, 87 đi, tra cứu này, bạn sẽ biết là bạn thuộc cung tốn và bạn cái nút yết này, đây thì nó sẽ ra luôn là cung tốn và ra hết các hướng, đấy, như là hướng hướng nếu mà ở nhà bạn có hướng nam là hướng rất là may mắn thiên y, hướng đông nam phục vị may mắn, hướng đông là phước đức. Xem có hướng nào không. Hướng bắc là hướng sinh khí. Đấy, còn những hướng còn lại như tây bắc, như lục sát. Thì các bạn nên xây nhà theo hướng này. Ví dụ nó sẽ diễn giải ra, bạn click vào chi tiết này. Cung tốn này, đông tứ mệnh này, bắc sinh khí, đông là phước đức, hướng nam là thiên y, đông nam phục vị này, bốn hướng xấu là đông bắc tuyệt mệnh, tây nam ngũ quỷ, tây bắc là quẻ hạ hại, còn hướng tây là lục sát. Thì hướng bắc này là tốt nhất này. Bây giờ cách xác định hướng nhà nha. Cả kích và cách xác định hướng nhà thì cái phần mềm này cũng đưa cho các bạn cách xác định hướng nhà của bạn. Đây hướng nhà đây. Thì các bạn cầm la bàn, cái điện thoại này hướng ra cửa hoặc là dọc theo cái tường, thể chạy theo chiều dọc nhà bạn là sẽ xác định được hướng nhà. Đó. Thì các bạn nên chọn miếng đất hoặc là xây nhà theo cái hướng tốt của bạn. Ví dụ như là nam sinh 87 thì nên chọn hướng bắc, đông tứ mệnh, hướng bắc, hướng đông, hướng nam, hướng đông nam. Đấy là bốn hướng tốt cho đông tứ mệnh. Còn tây tứ mệnh thì xây theo nhà theo bốn hướng còn lại. Ok. Rồi. Các bạn có thể mua ứng dụng này.